Máy Dò Vàng.vn xin kính chào tất cả các bác xem video. Hôm nay bên em lại làm một cái video giới thiệu một cái sản phẩm. Đây là cái máy dò vàng, dò kim loại GS6000 của hãng Tia Long bác nhé. Mẫu này thì độ sâu tối đa lên đến hơn 3 mét. Độ sâu thì nó phụ thuộc vào cái từ tính mà nó phát ra từ cái vật mà các bác dò được ở dưới lòng đất, nghĩa là nó to hay nó nhỏ. Ví dụ như cục vàng càng to thì bác dò càng sâu, mà càng nhỏ thì bác dò nó sẽ hạn chế độ sâu. Vâng, em vừa lấy bọc hộp ra thì đây là một bộ máy, nó theo một thân máy chính này, đây GS6000 của hãng Tia Long này. Đây một mâm, mâm này là mâm cũng mâm lưới này, nhưng mâm nam này không phải mâm đặc. Còn đây là một cái cần chỉnh độ sâu, đây không có chỉnh tất cả kích thước độ sâu, lông sâu tùy theo tay của mình dài hay ngắn. Và đây là một quyển sách hướng dẫn mã đây GS6000 bằng tiếng Trung. Còn đây là một cái tai nghe này. Còn tiếp là một cái sạc, đây là một theo một sạc. Và đây là một ốc để lắp mâm hoặc cần. Máy này thì nó dùng một bình ắc quy thôi, dùng bình ắc quy. Quy nó lắp vào sau này. Bình ắc quy này thì nó nhỏ gọn, nó thiết kế sẵn rồi đây. Bình ắc quy 12V 1,3 Ah. Bình này thì nó dùng được tầm 1 ngày rưỡi đến 2 ngày. Nhưng các bác cứ dùng hết ngày các bác nên để sạc, nó sẽ đảm bảo hơn ngày hôm sau các bác sử dụng. Máy này thì nó có tất cả các phím chức năng thì nó cũng tương tự những giống máy khác. Đây nút nhớ này, nút nguồn này, đây là nút phân biệt, chế độ phân biệt. Còn đây là nút cảm biến độ nhạy. Đấy, nút này là nút mà chỉnh chế độ phân biệt tùy theo nút của bác gạt lên chế độ phân biệt rồi thì mình chỉnh về chế độ sắt thép hoặc là chế độ kim loại màu. Còn bên này thì nó cũng là nút chỉnh cân bằng mặt đất. Còn nút trên cùng này thì là nút chỉnh cảm biến tiếng. Còn đây tai nghe các bác cắm ở đằng sau này, có nút tai nghe ở đây. Các bác còn muốn nó không ai phát hiện được cái tiếng kêu của máy thì các bác cắm đằng sau đấy. Và bây giờ em sẽ lắp ráp và hướng dẫn qua các bác cái cách sử dụng và thử độ nhạy của nó. Máy này thì độ sâu tối đa đến hơn 3 mét. Nó phụ thuộc vào cái từ tính của các bác. Cái vật từ tính nó phát ra từ cái vật các bác dò được to hay nhỏ. Tất cả các từ đây xuống thì nó là bằng nhựa hết. Sau này các bác dùng một phụ kiện nó có hỏng hóc gì ra alo cho bên em cung cấp tất cả các phụ kiện của máy, từ mâm hay là bình á, quy hay là ốc hay là cần này, hay mặt đồng hồ, bên em tất cả quý đều có nhé. Đây các đó là nút gài thôi, các bấm vào gài bên dưới này là xong. Đấy, đơn giản, lắp ráp đơn giản, ai cũng phải lắp được. Đó, quấn ở đây, quấn dây chặt vào đây thì nó sẽ đỡ bị rung dây, không bị rung dây thì nó đỡ bị nhiễu máy, hạn chế độ nhiễu. Cắm trực tiếp vào đây và cắm siết chặt con ốc này. Máy này sử dụng rất đơn giản các bác, sau này bây giờ em hướng dẫn qua thôi, còn các bác sau này mà có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp và em sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về cái máy này. Độ sâu tối đa nó phụ thuộc vào cái từ tính là vật mà các bác dò được nó to hay nhỏ.
Ví dụ như các bác mà dò được vật to hơn nữa, càng to thì nó càng sâu. Như bằng cái điện thoại này của em thì nó rơi vào tầm được mét rồi, mét hơn được mét rồi. Đấy. Bên em chuyên để cung cấp tất cả các dòng máy dò các bác. Các bác nào có nhu cầu mua hoặc là tìm hiểu về tất cả các dòng máy dò thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em để được tư vấn, gọi trực tiếp vào cái số hotline bên em ghi ở trên màn hình hoặc là trực tiếp với website máyzòvàng.vn để được tham khảo tất cả dòng máy dò. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nào có nhu cầu mua hoặc là tham khảo thôi thì cứ điện cho bên em sẽ tư vấn cho các bác xem những dòng nào phù hợp với các bác, dò bãi biển hay là dò đồi núi hay là như thế nào đấy thì cứ alo cho bên em. Vâng, chào các bác đã theo dõi video.